Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là khung thời lượng của bản tin 141. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là những tin tức đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự có trong phần nhật ký 141. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cầm đầu ổ nhóm này là Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1999, trú tại Y Yên, Nam Định. Đầu năm 2023, Tâm mua các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ về xương khớp và mất ngủ trôi nổi với giá rẻ, rồi thuê các nhân viên gọi điện thoại giả danh bác sĩ, thanh tra sở y tế tiếp cận những người già cả, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, nhẹ dạ, cả tin bằng hình thức mua bán thuốc đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe không có thật như những người uống thuốc đông y lâu năm sẽ được nhà nước chi trả 80% số tiền đã bỏ ra mua thuốc nhưng không khỏi và được tặng một thẻ khám chữa bệnh miễn phí ở các bệnh viện trung ương. Khi bị hại đồng ý tham gia chương trình và đóng tiền làm hồ sơ, sẽ nhận được bưu phẩm gồm thuốc chữa bệnh, thẻ bảo hành để chiếm lòng tin. Sau đó, nhóm của Tâm sẽ tiếp tục đưa ra thông tin lừa đảo về việc làm sổ thăm khám định kỳ, được cấp phát thuốc miễn phí để bị hại tiếp tục chuyển tiền. Nguyễn Văn Tâm thống nhất với nhân viên, nếu lừa đảo được khách dưới 100 triệu đồng, nhân viên được nhận là 20% số tiền lừa đảo. Nếu lừa đảo được trên 100 triệu đồng, nhân viên được nhận 30% số tiền lừa đảo. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ 6 vụ các đối tượng thực hiện, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường, trong 2-3 năm trở lại đây, số vụ vi phạm kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng nhái qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội không ngừng gia tăng, tính chất và diễn biến phức tạp. Nguy hiểm hơn, nhiều thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh cũng bị làm giả với số lượng lớn để kinh doanh online, đe dọa sức khỏe của người tiêu dùng. Vừa qua, cơ quan chức năng đã đẩy mạnh giải pháp siết chặt quản lý hàng hóa trên sàn thương mại điện tử, hộ kinh doanh thường xuyên livestream bán hàng online. Tại thời điểm kiểm tra, nhiều chủ cơ sở đã chốt hàng nghìn đơn hàng và 100% hàng hóa đều là hàng giả, hàng lậu. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, đơn vị thường xuyên nhận được phản ánh của các đơn vị sở hữu những thương hiệu lớn về tình trạng hàng giả, hàng nhái thương hiệu của họ đang bày bán công khai trên các sàn thương mại điện tử lớn như Lazada, Shopee, TikTok. Trong khi các sàn thương mại điện tử không yêu cầu người bán công khai thông tin, công ty chuyển phát không phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc hàng hóa. Đây được cho là những lỗ hổng trong công tác quản lý khiến các sàn thương mại điện tử, dịch vụ chuyển phát tiếp tay tiêu thụ hàng giả, hàng lậu. Theo các chuyên gia, cần quy trách nhiệm cho sàn thương mại điện tử thì sẽ quản lý được tình trạng bán hàng nhái, hàng giả, hàng lậu tràn lan như hiện nay trên các nền tảng này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông vừa triệt phá thành công, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức làm hồ sơ vay tiền qua mạng. Hình thức của nhóm đối tượng tuy không mới, nhưng đã đánh trúng vào tâm lý của nhiều người có nhu cầu vay tiền. Vì vậy, đã có rất nhiều nạn nhân sập bẫy của nhóm lừa đảo này. Ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin 141. Không có công ăn việc làm ổn định, nhưng lại thích có tiền tiêu xài. Nhóm thanh thiếu niên do Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 2004, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, cầm đầu đã bàn nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không được học về công nghệ thông tin, nhưng qua tìm hiểu trên mạng, Tuấn đã mua nhiều tài khoản Zalo, Facebook ảo, rồi quảng cáo cho vay mà không cần chứng minh tài chính cá nhân, giải ngân nhanh, lãi suất thấp. Khi người có nhu cầu vay tiền liên hệ, các đối tượng sẽ dàn dựng kịch bản, ép nạn nhân phải đóng trước cho chúng một khoản phí thì mới cho vay. Sau khi nạn nhân đáp ứng các nhu cầu, nhóm đối tượng nhanh chóng chặn toàn bộ liên hệ với nạn nhân để chiếm đoạt tiền. Từ đầu năm 2022 thì lúc đấy chỉ có mình em làm, lúc đấy thì em mới bắt biết rồi bắt đầu làm thì là lấy những Facebook giả thì đăng bài viết để tìm kiếm khách hàng vay. Những ai cần vay thì bấm vào cái số điện thoại những cái bài em đăng. Thì sau khi bắt đóng tiền 4% khoản vay thì em lại giới thiệu cho một người khác thì bắt đóng một cái tiền giấu với cả tiền bảo hiểm, cả tiền phí giải ngân. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng ổ nhóm này lại hoạt động rất có tổ chức. Các thành viên trong nhóm được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Sau mỗi vụ lừa đảo thành công, Tuấn sẽ hưởng chênh lệch từ 60 đến 70% số tiền chiếm đoạt được. Các đối tượng sử dụng nhiều máy tính nhưng mà không có cái đường kết nối Internet như thông thường. Và các đối tượng sử dụng thiết bị là Dcom 3G để kết nối mạng. Thường thì các đối tượng sẽ đánh vào cái tâm lý của người đi vay ấy, là
Thứ nhất là không muốn để các bên cho vay là xác minh thông tin liên quan đến mình và người thân trong gia đình. Đấy, và thứ hai là cái thủ tục nó nhanh gọn. Nhanh gọn thì có thể nhiều khi là bị hại là chấp nhận là cái việc lãi suất cao hơn bình thường. Các đối tượng lợi dụng vấn đề này và đã thực hiện cái hành vi lừa đảo tài sản và chiếm đoạt tài sản của những người bị hại đấy. Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, ổ nhóm này còn chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ, quản lý chặt chẽ người ra vào. Đồng thời, thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi địa điểm chỉ thuê và hoạt động không quá 3 tháng. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian qua, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển tàng trữ các loại pháo nhập lậu, pháo hoa giả. Đáng chú ý, gần đây các đối tượng nhận thấy người tiêu dùng ưa chuộng các loại pháo hoa được sản xuất bởi nhà máy Z121. Do đó, các đối tượng đã sản xuất pháo hoa giả mạo nhãn mác của đơn vị này để có thể lưu thông ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Đây là số lượng pháo hoa giả gắn mác pháo hoa do nhà máy Z121 sản xuất đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại phòng trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng khẳng định toàn bộ số hàng này là sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, được các đối tượng tự in tem nhãn gần giống với sản phẩm pháo hoa của nhà máy Z121 rồi bán ra thị trường. Chỉ có mỗi mấy cái nhãn mác được in của cơ quan Bộ Quốc phòng được phép sản xuất, dán vào là xong. Nhưng lại thô thiển đến mức là nội dung thì lại còn không đúng, chỉ được cái tên mà lại đặt ở trong khu chung cư này thì đây là trường hợp hiểm họa, tôi phải nói là song trùng. Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng lừa đảo ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, từ năm 2022, nhà máy Z121 đã thay đổi công nghệ, loại bỏ quy trình sản xuất pháo hoa bằng ống giấy và thay bằng dàn ép bột giấy liền khối. Đây là công nghệ sản xuất pháo hoa duy nhất tại Việt Nam hiện nay và các đối tượng làm giả không thể sao chép được. Giải pháp thứ nhất đó là chúng tôi tập trung đổi mới công nghệ sản phẩm để nâng cao cái chất lượng sản phẩm để làm sao mà không làm giả được cái sản phẩm đó. Đấy, trên cái quy mô công nghiệp và sản xuất công nghiệp, sản phẩm đảm bảo chất lượng, thương hiệu mẫu mã. Và sản phẩm của chúng tôi là được đánh giá hợp quy với các thông số kỹ thuật phù hợp với cái thông tư 04/2021 của Bộ Công an. Bên cạnh đó, cái giải pháp thứ hai là trên cái sản phẩm của chúng tôi thì có cái tem chống hàng giả, cái dán mã QR code biến đổi. Người mua sản phẩm dễ dàng quét cái mã QR code để nhận diện cái thương hiệu sản phẩm và cái xuất xứ của cái sản phẩm nơi chúng tôi sản xuất. Cái giải pháp thứ ba là chúng tôi đẩy mạnh cái tuyên truyền cho người dân nhận biết được về cái sản phẩm, thế nào là sản phẩm pháo hoa do chúng tôi sản xuất. Từ nay đến cuối năm là thời điểm các đối tượng gia tăng hoạt động mua bán, tàng trữ các loại pháo hoa nhập lậu, pháo hoa giả. Việc sử dụng các loại pháo hoa này là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Cùng với các biện pháp của lực lượng chức năng, phía nhà máy Z121 đã chủ động mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời hạ giá thành sản phẩm. Điều này sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng. Cái việc đầu tiên là phải tìm đến các cái cửa hàng, các cái địa chỉ mà các cái cửa hàng cũng như các cái đại lý hệ thống phân phối sản phẩm pháo hoa của chúng tôi trên toàn quốc. Và một cái vấn đề nữa đó là trong cái phần mềm quản lý bán hàng tại các cửa hàng chúng tôi thì khi người mua hàng đến mua sản phẩm của chúng tôi thì phải khai báo thông tin bao gồm là họ tên, địa chỉ này, rồi thì là mục đích sử dụng cái sản phẩm đó và số lượng sản phẩm. Và sau khi mua hàng thì chúng tôi sẽ cấp cho một cái phiếu bán hàng do chúng tôi xuất ra. Và cái đó là cái chứng từ để mà người dân trong quá trình sử dụng đấy được đưa ra để mà khi có cơ quan pháp lý để người ta chứng nhận đây là cái sản phẩm phù hợp với quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng. Pháo hoa nhập lậu, pháo hoa giả đã gây rất nhiều hệ lụy. Do đó, người dân cần tỉnh táo và cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin 141 ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.